tiêu điểm tướng Đường Tam, hồn sư hệ khống chế đẳng cấp SSR, kỹ năng lan gân tù lung gây sát thương và choáng kẻ địch 3 giây, kỹ năng võ hồn chân thân gây sát thương và choáng kẻ địch 3 giây, đồng thời miễn dịch tử vong và khống chế. Đẳng cấp 100, tiến hóa thần dị chuẩn thần, thần dị hải thần. Đấu La VNG, đăng ký ngay!